tăng chuyến, nghiêm cấm tăng giá vé dịp nghỉ lễ 2/9. Các hãng hàng không, nhà xe xây dựng kế hoạch tăng chuyến đồng thời thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công bố, công khai giá vé theo quy định. Đây là những nội dung vừa được Bộ Giao thông Vận tải, nêu ra tại văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nhằm tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ loạt giải pháp đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Có phương án tổ chức vận tải phù hợp, chở đúng tải trọng, đúng số người theo quy định, bảo đảm năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải. Kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn của phương tiện và lái xe trước khi xuất bến, nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn. Các địa bàn có hiện tượng nhiều xe dù, bến cóc, xe trá hình tuyến cố định, xe quá tải hoạt động như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cần tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các khu quản lý đường bộ kiểm tra, rà soát bổ sung hệ thống biển báo hiệu giao thông, đặc biệt là nút giao thông, đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế. Tăng cường lực lượng tổ chức, bảo đảm giao thông, phân luồng hợp lý, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt, bảo đảm an ninh, trật tự tại các trạm thu phí, nhất là trên các trục chính ra vào Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, bến xe, bến tàu, nhà ga, trạm thu phí BOT. Đặc biệt, phải xây dựng phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông tại các trạm thu phí khi lưu lượng tham gia giao thông tăng đột biến, kịp thời xử lý, giải tỏa phương tiện, không để tình trạng ùn tắc trước khi vào trạm thu phí. Đối với Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu chỉ đạo lực lượng an ninh hàng không, cảng hàng không tăng cường công tác kiểm soát an ninh, an toàn bay. Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam và Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam có kế hoạch tăng cường nhân lực, trang thiết bị phục vụ công tác soi chiếu an ninh, an toàn, công tác tác trả hành lý cho hành khách. Đồng thời bố trí, thông tin hướng dẫn đầy đủ tại các cảng hàng không để hành khách biết và lấy hành lý đúng khu vực quy định, tránh ùn tắc và gây bức xúc cho hành khách, đặc biệt chú trọng đối với Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài. Đặc biệt, các hãng hàng không phải xây dựng kế hoạch tăng chuyến bay phục vụ trong những ngày cao điểm, bố trí giờ bay đêm để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trên cơ sở phù hợp với hạ tầng và bảo đảm an toàn bay, điều hành lịch bay hạn chế tối đa chậm chuyến, hủy chuyến đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ. Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công bố, công khai giá vé theo quy định. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam chỉ đạo các cảng vụ đường thủy nội địa phối hợp với cảng vụ hàng hải để kịp thời có biện pháp đảm bảo an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trên những tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo khi có hiện tượng thời tiết xấu ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển của tàu thuyền. Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các sở giao thông vận tải chỉ đạo những đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định về giá cước vận tải, các loại giá, phí dịch vụ tại bến xe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.